Đấy, 230fps, 240fps, nói chung là một trải nghiệm rất là mượt mà cho một chiếc máy tính. Để mà nói ấy, thì mình có thể thấy rằng là cái chiếc máy tính này với mức giá 15 triệu hiện tại thì nó rất là đáng để mua. Ok anh em ạ, trong năm 2023 này thì thực sự lắp máy tính đã quá là dễ dàng, mức giá thì đã rẻ hơn. Và bây giờ một chiếc máy tính 15 triệu đã có thể build cho nó là một chiếc RTX 3060 rồi. Thật bất ngờ đúng không anh em? Hãy cùng xem mình build bộ máy tính này nhá. Thì nói trước đi là hôm nay là thằng bạn mình có nhờ mình hỏi là bây giờ mua máy tính 15 triệu đã ổn chưa, đã tốt chưa, liệu rằng cạc đã ok chưa, mua giá đã thấp chưa. Thì thế là mình lên web Hasa.com và mình build một bộ và nhận ra rằng là 15 triệu đã có thể sử dụng được 3060 rồi. Và thế là thằng bạn mình chốt luôn. Và ngay hôm chiều mình lắp luôn ngay bây giờ đây. Thì cái thân của chiếc máy tính này sẽ là chiếc mainboard Prime H610MK. Em này là một chiếc mainboard có một mức giá khá là rẻ và nó sẽ giúp anh em có thể đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu với socket 1700 này, RAM 2 khe RAM DDR4 này, một khe PCIe này, và đặc biệt là nó là chiếc main rẻ nhất với một khe NVMe anh em nhá. Tức là anh em có thể thoải mái lắp những chiếc SSD NVMe mà anh em muốn vào chiếc main này. Em này thì thực sự là một chiếc main rất cơ bản thôi, thế nên nó sẽ chỉ được đi kèm với cả những chiếc CPU cực kỳ là cơ bản. Đó chính là chiếc CPU tiếp theo của mình đây, là chiếc CPU i3-12100. Và chiếc CPU này có những điều đặc biệt gì? Như mình đã giải thích ý, thì em CPU này là một em CPU cực kỳ là tốt về hiệu năng chơi game 4x8 luồng. Và anh em hỏi là tại sao không chọn 13100 thì hãy xem lại cái video của mình nhá. Bởi vì trong cái video đấy mình đã chỉ rằng là 13100 hiệu năng chênh lệch so với cả 12100 không quá nhiều đâu, mà trong khi giá cao hơn hẳn, thế nên là điều đó khiến cho chiếc 12100 trở thành chiếc CPU đáng mua hơn rất là nhiều anh em nhá. Rồi thì để lắp nó thì chúng ta cần phải để con mainboard lên một vị trí ổn áp thỏa mãn, rồi mở socket ra, để được socket ra rồi đúng không, mở ra rõ ràng này, rồi sau đó thì chúng ta cho CPU vào. Check check một tí, xong rồi đập xuống rồi. Và thế là xong. Vậy là đã xong về phần CPU rồi. Thì do là một chiếc máy tính mà mức giá rẻ, thế nên mình đảm bảo rằng sẽ không thể nào mà anh em mua tản nhiệt đâu. Nên là mình đã lựa chọn cho chúng ta đó chính là chiếc tản nhiệt stock của những chiếc CPU đời 12-13 này. Để lắp tản nhiệt stock thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần xoay tất cả mọi thứ về hướng kim đồng hồ, rút lên rồi xoay hết về hướng kim đồng hồ này, cho keo vào này. Đấy, rồi cho tản lên thôi, rất đơn giản. Không, sau khi mà cho vào đúng chỗ thì anh em chỉ cần ấn xuống theo cái góc chéo để cho tản có thể nhận được đủ lực và đều lực nhá. Và sau đó thì kiểm tra xem các chân đã gắn chuẩn chưa bằng cách nhìn ở phần dưới này, liệu rằng xem tất cả các chân đã đi qua lỗ chưa. Đấy, ví dụ như chân này chưa vào này. Đấy. Và sau khi gắn quạt vào thì chúng ta sẽ cần phải gắn vào đầu cắm quạt anh em nhé. Và trên này sẽ có cái đầu CPU fan, anh em phải cắm vào đấy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có đó chính là RAM. Rất là tuyệt vời khi mà một chiếc máy tính 15 triệu 3060 lại còn có cả RAM 16GB nữa. Đó chính là kit DDR4 đến từ Adata anh em nhé. Đây là kit Adata D41, đã quá quen thuộc rồi, chúng mình đã lắp quá nhiều rồi. Hay anh Đạt còn gọi đây là kit Weebu nữa. Con kit này thực ra thì sẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu của anh em, đặc biệt với mức 16GB bây giờ thì cực kỳ là thoải mái. Để lắp RAM vào thì mở chân RAM ra này, sau đó thì cho RAM vào từng thanh một. Một thanh này, hai thanh này. Muốn dễ cách lắp RAM thì bây giờ đa số các RAM đều là tem vào hướng của CPU rồi, thế nên anh em chỉ cần nhìn cái tem thôi là biết. Thế là xong, check đầy đủ hai cái chân này, nếu mà chân này đã vào rồi thì là thành công trong việc lắp RAM rồi. Tiếp theo nữa đó chính là ổ cứng của chúng ta. Do là một chiếc máy tính 15 triệu thế nên mình không thể nào mà tiêu quá nhiều tiền vào ổ cứng được, và mình đã lấy cho bạn của mình đó chính là một chiếc ổ cứng có thể nói là NVMe rẻ nhất trong thời điểm hiện tại, và nó có mức hiệu năng cũng khá là ổn mà thôi. Nếu mà anh em dùng để boot Windows chứa một vài game như kiểu Liên Minh Huyền Thoại, chứa Valorant, CS:GO thì cũng hoàn toàn là ổn áp, bởi vì 256GB là đáp ứng đã quá đủ rồi. Nhưng nếu mà anh em chứa nhiều game hơn, những tựa game AAA hơn thì bắt buộc phải mua thêm ổ cứng. Và nếu mà anh em không có quá nhiều tiền ấy thì có thể chi ra khoảng tầm 700-800 nghìn cho một chiếc ổ cứng 1T, từ đó có thể đem lại cho chúng ta một cái nhiều dung tích hơn để có thể chứa game vào. Và để lắp SSD vào chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái công cụ mang tên đó chính là cái
như kiểu là quick release ấy, nhưng mà phiên bản rẻ tiền hơn. Và cái quick release này thì nó mang tính gọi là nhà nghèo hơn một chút, đó chính là chúng ta chỉ có hai cái đầu chân này thôi chứ không có gì nhiều như là mấy cái con kia. Và để gắn vào thì chúng ta sẽ gắn nó vào cái đúng cái size mà chúng ta cần. Đây là size 2280 anh em nhá, gắn đúng vào chỗ chúng ta cần rồi để đấy thôi. Rồi đấy, đã gắn vào size và sau đó thì để lên trên này đấy, cài vào đây thôi, gắn vô xong rồi cài cái khóa vào và thế là xong cái quick release của chúng ta rồi. Và có thể nói đó là tất cả những gì chúng ta cần lắp khi mà lắp chiếc bên này, rất đơn giản thôi, không gông không gùng không gì cả, rất là đơn giản và dễ dàng. Rồi tiếp theo đó chính là lắp vỏ cây anh em nhá. Với cái tầm 15 triệu ấy, thực sự thì rất là khó để lựa chọn một chiếc vỏ cây xịn sò. Thế nên là mình đã lựa chọn một chiếc vỏ cây có thể gọi là thấp tiền nhất mà vẫn có đầy đủ những cái vẻ ngoài của một chiếc máy tính gaming. Đây là chiếc cây Dark Flash A290. Em vỏ cây này thì thực sự là một em vỏ cây rất rẻ và sẽ là minimum cho anh em nào mà muốn build một chiếc máy tính giá rẻ. Cái vỏ cây này cũng đã từng xuất hiện ở trong một video của mình rồi, đó chính là chiếc video 10 triệu. Anh có thể xem video đấy, nó cũng khá là hay ho. Cái video đấy thì thực sự là mình cũng đánh giá cao cái máy tính đấy, nhưng mà thế nào làm sao mà bằng được hiệu năng của 3060 đúng không? Đấy, vỏ cây rẻ tiền mà. Sờ phát là hiểu ngay tại sao nó rẻ mà anh em. Đấy, chỉ bằng cái việc mình unbox thôi mình đã cảm thấy cái sự gọi là lỏng lẻo của em này rồi. Em này thì có thể chứa được quạt đằng trước không? Câu trả lời là có thể để quạt đằng trước. Sẽ có hai quạt ở trên mặt kính và sẽ có thêm được một quạt đằng sau nữa. Nhưng mặt trên này thì có khả năng cao là anh em sẽ không lắp được rad đâu, trừ khi nào anh em lắp cái quạt ở bên trên của cái máy, hiểu không? Nhưng mà ai lại làm thế, ngu ngốc lắm. Bây giờ thì cùng mở cái kính ra nào. Kính này thì là kính cơ bản thôi, cũng chẳng có gì nhiều đâu anh em ạ. Và chúng ta có thể tháo lắp nó rất là dễ dàng bằng bốn cái ốc của bình. Ok, tiếp theo thì đó chính là câu chuyện về việc lắp cái main phao. Và do đây là một chiếc máy thằng em người bạn, thế nên là mình chắc chắn sẽ dùng có cái này anh em nhá. Lắp xong main thì nó vẫn chả có cái gì cả, nó vẫn lục cà lục cọc này, chả có tác dụng gì hết. Thì sau khi lắp main xong, chúng ta sẽ có những tác vụ như sau. Đầu tiên đó chính là lắp những cái dây mà chúng ta cần thiết, mang tính đó chính là front panel này, những cái dây USB này, và còn có thể đó chính là những cái dây HDMI nữa. Sau đấy thì mình sẽ lắp nguồn vào và lắn các dây nguồn vào trong những cái CPU và mainboard nhá. Và bộ máy tính đã lắp có thể gọi là 99% xong rồi. Cuối cùng nó chỉ là chiếc cặp màn hình thôi. Trước khi tiếp tục mọi thứ, và trước khi lắp chiếc cặp màn hình này vào, thì mình xin phép thông báo cho anh một điều là cái nguồn này ấy, thực sự nó rất là kiểu cầm phát là thấy nó nhẹ vô cùng ấy. Và lý do tại sao mình chọn nguồn này đơn giản bởi vì là cái mức budget của mình chỉ cho phép con nguồn này thôi. 550W là đủ với cả chiếc 3060, nhưng mà dù gì chăng nữa thì chiếc nguồn Aigu này không phải là một chiếc nguồn quá tốt. Thế nên là nếu mà anh em cảm thấy rằng sau này muốn nâng cấp cạc lên đi thì hãy lựa chọn cho mình một chiếc nguồn khác cao cấp hơn một chút để có thể đảm bảo rằng là chiếc máy tính chúng ta hoạt động một cách ổn thỏa, chứ đừng kiểu đang dùng dự trùng xong rồi nổ đấy. Bây giờ thì đến bước cuối cùng đi, đó chính là chiếc cặp màn hình này. Thì như anh em đã biết, Asus là một trong những hãng làm những chiếc cạc màn hình khá là tốt, và đây là chiếc màn hình chiếc cạc Duo của họ, tức là dòng thấp cấp hơn một tí, nhưng mà thực ra thì cái chất lượng của nó cũng khá là ok để đồng tiền, có thể nói như thế. Và chiếc cạc này có mức giá là 8.390.000, theo như mình nhớ là như vậy. Và chiếc cạc này thì sao? Nó sẽ vẫn có backplate đầy đủ này, nó sẽ vẫn có mặt trước quạt này, tản thì đều là lá nhôm này chứ không phải là những cái nhôm phay này, và sẽ có một hai ống đồng gì đấy ở giữa giúp cho anh em có thể đảm bảo được rằng cái hiệu năng và cái mức nhiệt độ của nó ở mức ổn thỏa. Và nó sẽ chỉ sử dụng đúng một đầu 8 pin thôi, khiến cho chiếc máy chúng ta có thể thoải mái sử dụng, hay là những chiếc nguồn chúng ta có thể thoải mái. Ok, em này thì hình như mình nhớ nhìn ở đây cũng chỉ có một đầu 8 pin thôi, thế là cũng chẳng có gì lắm đúng không? I should have been there for you, and I wasn't. And I'm sorry for that. I really am. But I was scared. I didn't know what to do. Do you? I'm a bad father. I'm a bad
hiện tại thì mình đang ở trong tựa game CSGO anh em nhé. Đây là bài test bộ máy 15 triệu. Vậy thì mình chỉnh setting nhé, về cái mức setting chuột của mình. Bạn 1.5, 1.5, ok. Trời, 1.5, ok. Đây kìa, đây, bonus weapon luôn. Ok nha, hiện tại thì mức FPS chúng ta đang rơi khoảng tầm 280 nha anh em. 280, tức là một mức khá là hấp dẫn. Nếu mà anh em mua được những chiếc màn hình 240Hz ấy, thì ui dồi đấy, 300, 420 kìa, thoải mái luôn. Chơi này thì không cần phải lo nghĩ vì gì, gọi là một chút nào về FPS rồi. Đấy, bắn phát vỡ đầu, ok chưa. Đấy, anh em vẩy vùng các kiểu không phải lo lắng gì hết nha. Bắn ui vào đầu rồi nhưng mà lại không được, cái cay chứ. Đấy, 230fps, 240fps, nói chung là một trải nghiệm rất là mượt mà cho một chiếc máy tính. Để mà nói thì mình có thể thấy rằng là cái chiếc máy tính này với mức giá 15 triệu hiện tại thì nó rất là đáng để mua. Rất đáng mua là sao? Bởi vì thứ nhất là có một chiếc CPU tốt, một chiếc CPU ổn cho gaming. Thứ hai là nó có một chiếc cặp màn hình ngon lành để cho anh em chơi những tựa game. Đặc biệt không chỉ chơi ở Full HD nhé, mà nó còn chơi được 2K cơ. Để mình cho anh em xem. Đây ví dụ chẳng như là Far Cry này. Với Far Cry 6 4K cho mình được 34fps, nhưng mà nếu mà 2K thì là được là 59, tức là 60fps. Full HD thì quá là mượt mà rồi, chỉ còn lên tưởng tượng là 84fps đúng không? Trong Shadow Tomb Raider này, 4K thì chỉ được có 43fps thôi, nhưng mà lên 2K thì đây, anh em nhìn đợi thì nó load lên ạ. Đấy, 72fps này và Full HD thì không cần phải nói rồi. Liên minh điện thoại em này thì cũng cực kỳ là mượt luôn. Game này thì chả phải quan ngại. 4K cũng được hơn 200fps, anh em nhìn đợi thì này, 4K đợi load lên này. Đây rồi, đấy anh em thấy chưa, liên minh điện thoại nhá, 4K cũng được 207fps này. GTA 5 thì 4K em này cũng chơi được luôn ở 93fps. Và sang Guardian of the Galaxy đúng không, 4K thì không chơi được, nhưng mà 2K thì cốt ngon, bởi vì trên 60fps, trên 67fps. Borderlands 3 thì chơi được ở mức gọi là ở đây chơi được 2K luôn này. Và Cisco thì không cần phải quan ngại rồi, 4K vẫn mức ở trên 255fps. Tất cả những game ở đây trừ những cái tựa game ví dụ như CSGO ra thì mình để mức setting đều là cao nhất hết, chưa bật ray tracing. Đấy, tất cả những game ví dụ như là Borderlands này, Marvel Guardians of the Galaxy này, Far Cry 6 này, mình đều ở mức setting là ultra hoặc very high hết. Thế nên là đây là một chiếc máy cực kỳ là hấp dẫn để cho anh em mua và sử dụng nhá. Nếu mà nói thì mình cảm giác rằng đây là một sản phẩm mà đáng để mua và anh em nên mua nhá. Check đường link dưới mô tả cho mình nhá. Anh em hãy chốt ngay một lần đi. Rất cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhé.